Hello Jamie nè, như đã hứa ở video trước, video hôm nay mình sẽ review chi tiết hơn hai thỏi son tin bóng dòng Care Lip Tour của NEWS nè. Chắc hẳn là mọi người đã từng nghe qua và biết đến NEWS vào nửa đầu năm nay rồi đúng không? Cho những ai chưa biết thì NEWS là chị em cùng nhà với Roman đó. Khác với người chị Roman với phong cách trẻ trung sôi nổi nhiệt huyết, NEWS sẽ hướng đến những sản phẩm makeup thuần chay, lành tính, tự nhiên, nhiều dưỡng, kết hợp makeup và skincare dịu dàng và nữ tính hơn, phù hợp với lối makeup tự nhiên đang càng ngày được ưa chuộng. Với thiết kế vỏ son sáng tạo lạ mắt, lọ son bé bé dễ thương, dòng Care Lip Tool mang màu xanh tím nhẹ nhàng trong trẻo mát mắt, cỏ son mềm vát chéo, rất là dễ thao tác và lấy lượng son vừa phải. Màu 02 by Sunset là màu san hô dịu dàng, thuộc tông ấm nhưng không bị chói. Trên môi mình thì không nghiêng hẳn sắc cam hay bị neon nên dùng trên mặt mộc hoặc makeup tông trung tính vẫn rất là hài hòa. Tùy vào nền môi mỗi người mà sẽ thấy nhiều hay ít sắc cam hơn. Màu này thì sẽ hợp với các bạn da tông ấm, trung bình sáng trở lên. Da ngăm thì cần nhấn nhá má hồng cùng tông để hài hòa hơn nha. Chất son tin bóng nhiều dưỡng với độ bóng cao, dù có trôi đi thì cũng không làm khô môi chút nào. Màu son lên tốt, chuẩn màu với lớp tin nhẹ nhàng. Màu 05 Cool Bear là màu hồng lạnh hơi ánh tím. Ánh hồng này đang rất được ưa chuộng và săn đón bởi quá là phù hợp với các makeup look cool tone. Với các bạn da trắng under skin tone lạnh thì 05 là lựa chọn cực kỳ hợp lý. Còn các bạn da trung bình và ngăm á, thì sẽ cần makeup một chút. Mình thấy hiện giờ mọi người sẽ nâng tông kem lót hoặc kem nền để có thể makeup tông lạnh chuẩn màu hơn. Nên nếu bạn thuộc da warm tone á, thì vẫn có thể sử dụng màu này. Chỉ cần phối hợp sao cho lớp makeup hài hòa là được. Mùi son thơm nhẹ, dễ chịu. Son bám khá ổn, không quá cao nhưng cũng không trôi tuột hết. Sau khi lau bằng khăn ướt thì son để lại lớp stain nhạt tự nhiên tiệm màu môi. Ăn uống dầu mỡ thì sẽ trôi kha khá. Chủ yếu hướng về tông MLBB nên đa phần các màu sẽ dùng được trên cả mặt mộc và makeup. Có một lưu ý là dù chất son mỏng nhẹ và màu lên đều rõ, nhưng với môi tối màu hoặc viền môi đậm thì nên có che khuyết điểm hoặc viền môi trước để không bị lộ khuyết điểm môi nha. Sau khi swatch hai màu riêng biệt thì mình có thử mix hai màu cùng nhau. Apply 02 lên trước rồi thêm một lớp 05 ở trong lòng môi rồi loang nhẹ ra. Hai tông màu hòa cùng nhau cho ra màu hồng cam trung tính cũng rất là xinh và dễ dùng luôn á. Mới dùng thử hai màu này thôi nhưng mà mình đã rất là thích từ chất son đến màu sắc. Chỉ có một điểm trừ là lọ son này hơi bé, dung tích hơi ít mà giá thành theo mình thấy là cũng không quá rẻ. Nên mọi người có thể canh các dịp sale tốt để sở hữu các màu yêu thích nha. Nếu có dòng son hay màu son nào bạn thấy hay ho thì để lại comment cho mình biết với nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye!